Xin chào mọi người, đây là con trồn hôi, gọi là cầy hôi đấy. Hôm nay mình sẽ làm con này nấu thuốc bắc với lại rắn. Cầy hôi nấu thuốc bắc, rắn, khoai sọ. Đây thì con này nó cũng rất là đẹp đấy. Đồ rừng nhá, vì những cái sóc mặt lợn. Bây giờ mình sẽ đi làm lông con cầy đấy nhá. Bạn pha nước tầm 70 đến 65 đến 70 độ thôi. Đây nước của mình đã sôi lăn tăn, bây giờ mình pha thêm nước lạnh vào. Bạn sờ nó hơi sát sát tay rồi. Nước tầm 65 đến 70 độ thôi nhé. Bây giờ mình sẽ cho con cầy vào. Quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Bây giờ mình sẽ đem con trồn này đi thui nhé. Trước khi thui thì các bạn bôi qua một lớp kẹo đắng nhé. Kẹo đắng để kho cá. Cá kho thịt đấy. Thank you.
te vi. Buscaban así. Quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba aún así. Desde que te vi bỏ phần răng và cái lần tai đi. Thịt nó nhìn rất là ngon thôi đấy, nhìn hấp dẫn chân cái thịt nó là một rừng khác. Bây giờ mình sẽ đem thịt cầy đi chế biến nhá. Lẽ ra hôm nay mình nấu cùng một con rắn nữa nhưng mà con rắn nó chạy mất rồi. Hôm nay mình sẽ nấu một cầy thuốc bắc với lại bình thường thì mọi người có thể nấu nấu tương cho nấu tương vào, nhưng hôm nay mình sẽ cho pha xong. Bây giờ mình sẽ đem con cầy đi chặt qua nước. Bạn cho vào một chút rượu. Tiêu hạt thôi nhé, đập đập đấy.
tạo cho chị bạn cho chị quay vào. Cho vào đây một chút rượu. Khoai bằng đỗ tương nhé, mỗi cái có một cái vị nó khác nhau, cho khoai vào thì cái nước của nó sẽ sánh hơn. Xuất cho vào nồi áp suất mình sẽ nhanh hơn nhé. Con này từ vào con non thì con già, con non thì tầm 30 phút thôi, già thì hơi đẹp là các bạn lấy cái đũa cắm từ cái da nó cắm được vào để chọn. Rất là ngọt đấy. Này nước cho khoai vào phần nước của nó sẽ hơi chín chảnh này. Khoai mềm rồi, rúi cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ bung ra. Mọi người có thể đang trang trí thêm một ít rau mùi lên nhé. Đây mình sẽ chấm cái nền đồng lát mắm hành và tiêu. Đây là bột canh, muối và mắc kèo. Nếu mọi người thích chấm thì chấm nhé. Chúc mọi người thành công. Nhớ đăng ký và chia sẻ video cho mình nhé.